quay trở lại với kênh Nhà Đất Bạn Vương chuyên trang bất động sản Gò Vấp để xem một cái căn nhà giá rẻ Gò Vấp một trệt một lửng một lầu sổ hồng riêng diện tích 5 diện tích 36 x 5,5 m nở hậu mà giá chỉ có 2,3 tỷ mà thôi. Tọa lạc trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà tọa lạc trong nhà có cái một trệt một lửng một lầu và ở đằng trên xây ra full hết đất, xây dựng trên sổ đúc thật cấp 3 bê tông cốt thép. Nhà cao ráo, khu vực không ngập nước, trong một cái con hẻm cục rất là an ninh, trước nhà dựng xe thoải mái như hình, cục an ninh rất là ok, hẻm khá là rộng rãi và có cây xanh mát mẻ, trước nhà dựng xe rất là thoải mái như hình. Nhà xây cao ráo và khu vực này khá là nhiều tiện ích khi mà quý vị tiện đi về các cái phường, quận trên và ngã năm. Thềm cao ráo, khu vực không ngập nước vậy nha. Tại tầng trệt rộng trên một cái sàn là để coi 3,6 m nhân 5,5 m là gần 20 m2 này, thì chúng ta sẽ có một cái phòng khách, cầu thang sắt và bắn đá hoa cương chắc chắn, và chúng ta sẽ có cái tầng lửng cầu thang như hình. Dưới cái lửng này thì chúng ta có một cái gian bếp, có kệ bếp bằng nhôm kính cũng như là mặt đá chỗ kệ bếp lát đá hoa cương và ốp kính, ốp gạch cường lực, gạch lên chân tường cao để cho cái sự sạch sẽ. Và bên trái sẽ là nhà vệ sinh, bên trái sẽ là nhà vệ sinh giữa cái lửng đẹp, lửng rất là cao quý vị nha, cao. Nhà mới cho thuê lấy lại cho nên là cũng còn hơi bề bộn xíu, nhưng mà về chỉ cần dọn dẹp vệ sinh một cái là ở thôi, cũng khá là ok. Cầu thang chắc chắn lắm, vì đi mình thấy là làm bằng sắt nhưng mà do bắn cái tấm đá này vào cho nên nó cố định lại và nó rất là chắc. Tại tầng lửng thì lót gạch và đúc rất là chắc chắn như thế này nè, thì chúng ta cũng có một cái không gian đủ rộng như một cái phòng ngủ, ngăn được cái tủ này lại cho nên là cũng khá là kín đáo và sàn chắc chắn quý vị nha, sàn lát gạch men. Quý vị lên cái tầng lầu, tại tầng lầu sàn cũng lát gạch, lát gạch và trần khá là cao. Phòng ngủ trên này ngăn nhôm, cửa nhôm lùa, và chúng ta sẽ có một cái toilet ở trên phòng ngủ này. Đây là toilet riêng cho cái phòng ngủ này, đó là một cái sự thuận lợi cho cái lầu cao, chúng ta không cần phải di chuyển xuống dưới khi sinh hoạt. Cặp vợ chồng ở chính thì chúng ta sẽ dùng cái phòng ngủ này, vợ chồng con cái, còn cái phòng ngủ kia thì dành cho thanh niên ở kèm trong gia đình mình. Ban công rộng. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906943839, 0388577577 để đi xem cái căn nhà này 2,3 tỷ còn thương lượng cho khách mua nhanh. Hoặc là quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh Nhà Đất Đoàn Vương chuyên trang bất động sản Gò Vấp để xem thêm những cái căn nhà khác trong cái danh sách phát nhà 2-3 tỷ. Nhà 2-3 tỷ. Thân ái chào tạm biệt quý vị.
nhà nhỏ giá rẻ. Tưởng cũng nên nói thêm cho quý vị một xíu về cái vị trí khu vực. Đây là căn nhà tọa lạc tại Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, gần gần ngã năm. Khu vực xung quanh đây có trường Trung học Quang Trung, cũng như là Vincom Quang Trung, phòng chứng cẩm thủy, ủy ban dân quận và nhiều cái tiện ích khác, tiện đi về các cái quận trên mà không hề kẹt xe. Từ đoạn đường này ra một cái là quẹo phải là ngã năm rồi, cho nên không kẹt xe nha quý vị. Quang Trung, phường 10, Gò Vấp.